chương 511, kết bạn mà đi, bị nhốt thần đàn. Kỳ thật lý tử mệnh cũng không kém, không chỉ có tu vi đạt đến người thánh cảnh đại viên mãn, còn tu luyện không kém thánh giả pháp thân. Nhưng là đối mặt một đao liền có thể đánh chết mấy người thánh cảnh đại viên mãn, cùng người thánh cảnh tiểu viên mãn hòa thượng, đúng là không có dám ý niệm chống cự. Hòa thượng tay cầm đại đao, trong miệng giống như là tại cầu nhau kinh văn, rất nhanh liền đuổi theo. Hòa thượng, ngươi không nên quá phận, lại tiếp tục đuổi, bản công tử liền cùng ngươi tự bảo thánh nguyên. Lý Tử Mệnh tâm hung ác, cũng là không thèm đếm xỉa. Vừa mới thủ hạ của hắn ngay cả tự bạo thánh nguyên cơ hội đều không có liền bị miễu sát. Mà hắn Lý Tử Mệnh là có năng lực tự bạo thánh nguyên. A Di Đà Phật, thí chủ nghĩ lại, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Hòa thượng nghiêm trang nói, nhưng là tốc độ không giảm chút nào, lần nữa bổ ra đại đao. Giữa thiên địa đại lượng đao đạo quy tắc dẫn động, hội tụ ở trên thân đao, uy lực phi thường kinh người. Người thánh cảnh liền có thể có loại này đao đạo tạo nghệ, hiển nhiên cũng là không tầm thường. Lý Tử Mệnh thi triển toàn lực, dựa vào phía sau thánh giả pháp thân, phi thường miễn cưỡng tiếp nhận hòa thượng đại đao. Bất quá cả người đụng vào lòng đất, cực kỳ chật vật. Đã ngươi như vậy bức ta, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi một khối lên đường. Lý Tử Mệnh là cái sợ chết chủ, nhưng là đã lui không thể lui, thực lực lại hoàn toàn bị trước mắt hòa thượng nghiền ép, thế là tự bạo thánh nguyên. Ầm ầm. Thánh nguyên bạo tạc, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, thánh lực phun trào trên không trung. Phương viên hơn vạn dặm, toàn bộ bị tác động đến. Nguyên bản đã phế tích đại địa lần nữa vỡ ra, hình thành một cái vượt qua mấy trăm trượng hố to. Thánh khí quanh quẩn tại khói bụi dày đặc giữa thiên địa. Lý Tử Mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất, không có cái gì lưu lại. Đây là pháp gì thân? Âm thầm ẩn dấu thương tử ngôn phi thường kinh ngạc. A Di Đà Phật. Khói bụi tán đi, hiển lộ ra hòa thượng thân ảnh, chỉ gặp hắn sau lưng ngồi xếp bằng một tôn cao tới 999 trượng màu vàng Phật tượng, cả người cũng bị kim quang chiếu rọi, tại trong khoảng cách gần như thế, Lý Tử Mệnh dạng này tu sĩ tự bạo, thế mà không thể thương hắn mảy may. Nguyên Linh nói, đây cũng là Phật đạo Đại La Kim thân pháp thân, tại thánh giả pháp thân bản xếp hạng, bên trong xếp hạng 82, đủ để nhìn ra hòa thượng này thân phận không đơn giản. Bây giờ lợi hại Phật tu, tự hồ cũng liền lôi âm tự. Thương Tử Ngôn trực tiếp cất bước bước ra đi, cười nói, tiểu sư phó thật là lợi hại thánh giả pháp thân, lực phòng ngự cao như thế, có thể ngăn cản người thánh cảnh tự bạo. Xếp hạng tốt 100 pháp thân, không biết trân quý cỡ nào, trừ lôi âm tự truyền nhân, những người khác không có khả năng có cơ hội tu luyện. A-di-đà Phật Tiểu Tăng coi là thương thi chủ sẽ một mực trốn tránh đâu, hòa thượng cười nói. a, à. Thương tử ngôn kinh ngạc hơn, tiểu sư phó là như thế nào biết thân phận ta? Hòa thượng cười nói, tiểu tăng trời sinh vô tâm thể, là hán mắt, có thể nhìn thấy tương đối nhiều. Tiểu sư phó hẳn là lôi âm tự A. Thương tử ngôn hỏi. Hòa thượng gật đầu, tiểu tăng đạo hiệu trí không, xác thực đến từ lôi âm tự, cùng thương thi chủ cũng coi là đồng minh. Thương tử ngôn miễn cười gật đầu, trí không sư phụ đau thế nhưng là sắc bén rất. Trí không lắc đầu, thương thi chủ gọi tiểu tăng trí không là được, chưa nói tới sư phụ một từ, về phần đau A. Thương thi chủ cũng biết, người trong giang hồ, dù sao cũng phải có chút tiện tay binh khí phòng thân. Thương tử ngôn bị chọc phát cười, nói rất đúng, đầu năm nay muốn độ người, còn phải dùng võ lực đến độ. Thương thi chủ cũng là muốn chạy tới thiên vẫn thần đàn cứu người. Trí không hỏi. Thiên vẫn thần đàn cứu người thương tử ngôn có chút mộng bức thương thi chủ không biết việc này chẳng lẽ là vừa tiến vào thánh cảnh chiến trường trí không hỏi thương tử ngôn lập tức gật đầu cái gì cứu người cứu người nào thiên vẫn thần đàn thương tử ngôn nhìn trên bản đồ từng tới xem như trắng thương giới trọng yếu hơn một nơi nghe nói là chuyên môn dựng đến tế thần linh dùng mà thiên vẫn này thần đàn xây dựng ở thiên vẫn sơn điên thiên vẫn sơn ở vào thiên đô cổ thành phụ cận vừa vặn tránh đi bây giờ sinh linh tộc đại quân cùng tử linh tộc đại quân chính diện giao phong địa phương. Trí không nói, thiên vẫn thần đàn xuất hiện bảo bối, từ đó hấp dẫn rất nhiều người đi nơi đó, mà kiếm giới đại quân vừa vặn ở vào chung quanh, cho nên cũng đều đi. Kết quả cũng không phải là như vậy, nơi đó căn bản không có bảo bối gì, ngược lại tử linh tộc đại quân ở nơi đó bố trí xuống thiên la địa võng, một nhóm lớn sinh linh tộc tu sĩ đều bị vây lại. Chính diện đại quân, lẫn nhau ở giữa kiềm chế, không cách nào đi trợ giúp, bởi vậy các nơi tu sĩ đều nhau nhau tiến đến nơi đó những năm gần đây, sinh linh tộc càng ngày càng yếu. Trái lại tử linh tộc, một mực vững vàng áp chế sinh linh tộc, đồng thời càng ngày càng mạnh thế. Cho nên chiến trường này, cũng đồng dạng là như vậy. Hoa! Thương tử ngôn hướng thẳng đến thiên vẫn thần đàn bay đi. Chờ chút, thương thi chủ, đừng nóng vội a. À. Trí không kêu gọi một tiếng, vội vàng tăng thêm tốc độ theo sau. Làm sao lại bị khốn trụ đâu? Thương tử ngôn cao mày. Bởi vì thương tử ngôn tu vi tài tử thánh cảnh trung kỳ, mà trí không đã là người thánh cảnh đại viên mãn người sau cũng không phải tu sĩ phổ thông bởi vậy tốc độ càng nhanh một chút rất nhanh liền chạy tới bị vây quanh ở thiên vẫn thần đàn sinh linh tộc tu sĩ có bao nhiêu thương tử ngôn tốc độ không giảm hỏi trí không nói rất nhiều rất nhiều có gần trăm cái thế giới đại quân trong đó xếp hạng trước một nghìn thế giới liền có gần một nửa bất quá vây quanh tử linh của bọn họ tộc đại quân càng nhiều thương thi chủ cũng biết tử linh tộc thế nhưng là một mực chiếm thượng phong cái này trắng thương giới bên trong tử linh tộc đại quân vượt qua sinh linh tộc đại quân gấp bội bởi vậy sinh linh tộc một mực liền chiếm cứ lấy hạ phong gần nhất có tin tức truyền ra sinh linh tộc đại quân muốn từ bỏ bị vây nhốt thiên vẫn thần đàn gần mấy triệu sinh linh đại quân đối kháng bình thường một thế giới thủ một khối địa phương cho nên cùng một giới tu sĩ cơ bản tập trung ở một khối mà mỗi một cái thế giới bên trong tu sĩ nhân số tự nhiên đều là không giống với giống xếp hạng vượt qua 10 không 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 thế giới người thánh cảnh tu sĩ tổng số khả năng chỉ có mấy ngàn người, thậm chí vài trăm người. Xếp hạng đến ngược thế giới, thậm chí đều có thể đếm ra đến. Mà xếp hạng trước vài thế giới, liền so ra mà vượt hàng ngàn hàng vạn tòa thế giới. Đến mức, trước mắt cái này trắng thương giới bên trong sinh linh tộc đại quân, không biết có bao nhiêu. Thương tử ngôn sắc mặt khó coi, từ bỏ gần mấy triệu người, cũng thua thiệt bọn hắn nghĩ ra. A-di-đà Phật Trí không mặt mũi tràn đầy tức giận, nói tiểu tăng cũng tuyệt không đáp ứng, liền bồi thương thi chủ giết ra một đường máu, đem người đều cứu trở về. Lôi âm tự người cũng bị vây ở thiên vẫn thần đàn. Thương tử ngôn một câu nói toạt ra. Trí không lạnh nhạt nói, thương sư chủ không cần để ý chi tiết. Hai người chúng ta lần này muốn làm chú cứu thế. Thương tử ngôn thực sự sốt ruột, dứt khoát cũng không thay đổi bộ dáng, biến trở về bản thể, đồng thời cũng thi triển ra không diệt thiên thần biến, đem tu vi tăng lên tới người thánh cảnh đỉnh phong, tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tốc độ như thế, để trí không một lần theo không kịp cũng may mắn hắn tu luyện một môn cao thâm Phật môn thân pháp thánh nguyên thuật, thi triển cái này thánh nguyên thuật đằng sau, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo thương tử ngôn bộ pháp. Chương 512, Thánh quân chi uy, phương pháp phá giải. Hai người một mực duy trì tốc độ nhanh nhất, đồng thời cũng một mực tại nói chuyện với nhau. Thương tử ngôn thế mới biết, nguyên lai lôi âm tự người là vì trợ giúp kiếm giới, cho nên mới xuất đại quân trú đóng ở kiếm giới doanh địa chung quanh. Đến mức cũng bị vây khốn ở thiên vẫn thần đàn. Bởi vì lôi âm tự là hỗn nguyên thiên vực, chỗ trấn thủ vị trí lẽ ra không nên ở nơi đó ngũ đại thiên vực theo thứ tự là thánh nguyên thiên vực cổ thần thiên vực hổ nguyên thiên vực thánh ma thiên vực quần nguyên thiên vực trí không đạo thương thí chủ khó lường vẻn vẹn tu vi như vậy không thi triển thân pháp nguyên thuật tình huống dưới tốc độ lại cũng có thể nhanh như vậy quả thực làm cho tiểu tăng bội phục lôi âm tự người cũng bị vây khốn ngươi không lo lắng thương tử ngôn rất là nghi hoặc a di đà phật trí không lắc đầu người tự có mệnh số thiếu khoác lát thương tử ngôn đạo trí không cười ngây ngô vài tiếng dù sao cũng là gần mấy triệu người kết thành phòng ngự tử linh tộc mặc dù nhiều đồng thời chiếm thượng phong nhưng là phá giải trận pháp cũng cần không ít thời gian một khi trận pháp bị phá thiên vẫn thần đàn tất nhiên là sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu nghe vậy thương tử ngôn cũng thầm thả lỏng khẩu khí bất quá tốc độ ngược lại là không có giảm bớt đúng rồi sinh linh vạn tộc có hay không một người thống lĩnh thương tử ngôn hỏi nếu là không có một cái làm chủ như vậy đối kháng tử linh tộc đại quân tất nhiên sẽ vô cùng hỗn loạn ngũ đại thiên vực chúa tể cấp bậc thế giới đều có một vị thống lĩnh năm người này phân biệt quản lý chỗ thiên vực bên trong thế giới nếu là có việc đại sự gì phát sinh năm người sẽ cộng đồng thương lượng trí không hồi đáp thì ra là như vậy gần mấy triệu người thật không có cách nào cứu được sao bọn hắn muốn lựa chọn từ bỏ thương tử ngôn có chút giọng chất vấn bởi vì hắn luôn cảm giác tự hồ là đang nhằm vào kiếm giới hoang cổ giới nhằm vào kiếm giới rất bình thường dù sao hoang cổ giới là thánh nguyên thiên vực chúa tể cấp bậc thế giới. Nhưng là mặt khác tứ đại thế giới, hẳn là không tất yếu cũng đi theo nhằm vào kiếm giới đi. Trí không đạo, cái này tiểu tăng không được rõ lắm. Liên tục bay gần hơn một tháng, thương tử ngôn cùng trí không hòa thượng rốt cục đi tới thiên vẫn sơn trước đó. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, thương tử ngôn cũng trầm mặt. Lít nha lít nhít tất cả đều là chỉnh tề quân đội, tất cả mọi người mặc thánh giáp, cầm trong tay thánh binh, mà mỗi người, trên thân đều tản mát ra khí tức cường đại đáng tiếc là không có sinh mệnh khí tức, cho nên là tử linh tộc đại quân. Trên không trung, vi năng kinh cũng phản phất kết hợp tại một khối, ngưng tụ mà thành khí thế phản phất một đầu hùng sư ngay tại gào thét. Lúc này mới có thể chân chính thể hiện ra nhân số ưu thế. Không có bất kỳ cái gì một vị người thánh cảnh dám tùy ý vượt qua. Đối mặt như vậy khí thế bàn bạc, cho dù là thương tử ngôn, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, thần sắc bên trong hiện đầy ngưng trọng. Phản phất đối mặt không phải một đám người, mà là một vị cường giả tuyệt đỉnh. Trí không thở dài một hơi, nói đây cũng là thánh quân, có thể hội tụ khí thế mạnh hơn người thánh cảnh tùy ý xâm nhập bên trong, hơn phân nữa là có đi không về. Tại bán thánh cảnh hoặc là phàm thể ngủ cảnh lúc, nhân số nhiều thế lực đều sẽ luyện được trận pháp, kết hợp ra lực lượng. Nhưng là sử dụng trận pháp, phi thường không tiện, đồng thời trên cơ bản cần thời gian rất lâu đến tôi luyện. Mà đột phá đến thánh giả đằng sau, liền có thể chính thức huấn luyện được một chi thánh quân, phản phất như là không gì không đánh được thiết kỵ bình thường vây khốn ở thiên vẫn núi chung quanh tử linh tộc thánh quân chỉ sợ có hơn mấy trăm vạn chi chúng mà mỗi một vị trên cơ bản đều là người thánh cảnh đỉnh phong trở lên thương tử ngôn suy nghĩ đối sách đối mặt như vậy một chi thánh quân hắn cũng không có bất luận cái gì lòng tin nguyên linh truyền âm nói đối phó dạng này một chi lực lượng cùng khí thế đều kết hợp lại thánh quân mười cái ngươi cũng chưa chắc chống đỡ được nhưng nếu là có thể làm cho thánh quân khó mà phát huy ra thực lực phá hư nó vô địch khí thế tự nhiên là không khó đối phó thương tử ngôn hai mắt lập tức sáng lên Truyền âm nói: Ý của ngươi là để cho ta sử dụng hư vô chi đạo. Nguyên Linh nói: Đối phó Thánh quân, cũng hoặc là là đối mặt nhân số khá nhiều chiến đấu, tu luyện không gian chi đạo cùng hư vô chi đạo tu sĩ có thể chiếm ưu, có được phương pháp phá giải, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại không gian chi đạo hoặc là hư vô chi đạo đều có cực cao tạo nghệ. Mà ngươi hư vô chi đạo, xác thực rất không tệ, hẳn là có thể đủ làm đến. Không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo đối ứng, đều là hàng cổ đại đạo, cực kỳ cường đại chỉ bất quá bây giờ tu luyện không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo tu sĩ lác đác không có mấy liền cùng hư vô chi đạo không sai biệt lắm ít càng thêm ít trí không đạo không chỉ có như vậy mỗi một chi nhân số khá nhiều trong thánh quân đều sẽ có phi thường lợi hại tử linh tộc cao thủ tọa trấn vô cùng nguy hiểm dừng một chút trí không lắc đầu a di đà phật các loại đem người cứu trở về ngươi lại a di đà phật đi thương tử ngôn đạo trí không khẽ giật mình ngữ khí rốt cục bình thường một chút ta nói thương tử ngôn đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu là người cứu không lên, còn đem hai ta dựng tiếng vào, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Ta có biện pháp phá hư thánh quân lực lượng. Thương tử ngôn đạo. Thật có thể đi. Trí không hiểu rõ thánh quân cường đại, rất là không tin. Tuyệt đối có thể làm. Thương tử ngôn đạo. Vậy chúng ta tìm tìm cơ hội thích hợp xuất thủ, tốt nhất tìm thêm một chút giúp đỡ. Trí không đạo. Cũng được. Thương tử ngôn đạo. Mỗi một chi thánh quân đều chỉnh tề đứng thẳng, căn bản là không có cách trà trộn vào đi. Bình thường đơn độc tồn tại, đều là cao thủ. Tập hợp ra thánh quân, chỉ cần nhân số đủ nhiều liền có thể cường đại, cho nên đối với những cao thủ kia, sẽ không cần cầu gia nhập thánh quân. Nếu hai tộc đại quân đang đối đầu, đoán chừng rút không ra bất kỳ một chi thánh quân, ngươi đi tìm mấy cái giống như ngươi tuyệt đỉnh cao thủ, ta dựa vào đi qua xem xét tình huống, sau đó ở chỗ này tụ hợp. Thương tử ngôn ẩn nấp tu vi khí tức, hóa thành một vòng hư vô chi khí, ẩn vào trong hư vô trí không cũng hướng phía sinh linh tộc đại quân vị trí mà đi. Trong trời cao, thương tử ngôn hoàng mỹ ẩn nấp, quan sát đến tình huống phía dưới. Lấy thương tử ngôn ẩn nấp năng lực, trừ phi là giống vũ nhẹ ve, hoặc là trí không loại này có đặc thù nhãn lực người, tu sĩ khác tuyệt đối không cách nào nhìn ra, dù là thực lực mạnh hơn cũng giống vậy. Đương nhiên coi như vận khí thật không tốt, thật bị phát hiện, thương tử ngôn cũng có lòng tin tuyệt đối có thể toàn thân trở ra, hắn có hư vô chi đạo, chạy trốn cùng ẩn nấp năng lực tuyệt đối đỉnh cấp. Ở thiên vẫn chi đỉnh thần đàn phía trên, có một nửa hình tròn trạng ánh sáng năng lượng che đậy bên trong vô số tu sĩ đều không ngừng hướng phía lòng ánh sáng rót vào thánh khí ngăn cản bên ngoài tử linh tộc tu sĩ tiến công may mắn bên trong sinh linh trong tộc cũng có một chi hơn mấy chục vạn người tạo thành thánh quân cho nên mới phi thường miễn cưỡng chống đỡ lấy ánh sáng năng lượng che đậy rõ ràng có thể thấy được lòng ánh sáng này tuyệt đối chèo chống không được bao lâu một khi lòng ánh sáng bị phá sợ là không có bao nhiêu người có thể còn sống đi ra đoán chừng cũng chỉ có những cái kia đỉnh tim cao thủ có thể thoát đi khoảng cách quá xa ánh sáng năng lượng che đậy lại quá mạnh, thương tử ngôn không cách nào nhìn thấy trong lòng ánh sáng tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng rót vào thánh khí thân ảnh mơ hồ, cảm giác cũng vô pháp chạm đến bên trong. Chương 513, Hai Đại Thánh Giả, Tứ Vương Thế Lực Tử linh tộc tu sĩ, trên người thánh khí cùng sinh linh hoàn toàn khác biệt, cho người ta một loại khác máu, tà ác cảm giác. Đây là bởi vì không ngừng hút sinh linh mà đưa đến. Không chỉ có như vậy, tử linh tộc tu sĩ còn trở nên tính tình nóng nảy, đều tưởng muốn giết chóc đi hút sinh linh huyết nhục tu vi dùng cái này đến đề thăng bản thân chỉ có những cái kia tu vi cao tử linh tộc tu sĩ mới sẽ không biểu hiện ra loại tình huống này chủ yếu là lấy có thể tuyệt đối tu vi khống chế quay chung quanh ở thiên vẫn núi tử linh tộc thánh quân đem trọn ngọn núi vây chật như nêm cuối một con ruồi cũng tuyệt đối không bay ra được chỉ có xông vào mới được mà giờ khác này tử linh tộc tu sĩ thay nhau ra trận từng cổ từng cổ thánh quân không ngừng oanh kích lấy năng lượng kết giới tiêu hao có chút lớn liền đổi mặt khác một chi thánh quân, làm cho tất cả mọi người trạng thái đều ở vào tốt đẹp, nếu là đều tiêu hao nghiêm trọng, mở ra kết giới, cũng không dễ dàng đối phó bên trong sinh linh. Sinh linh tộc có đại biểu cho ngũ đại chúa tể thế giới năm vị thống lĩnh, mà tử linh tộc thì là có 8 đại thánh giả. Mỗi một vị thánh giả, thực lực đều cực kỳ đáng sợ. Mà trước mắt, phụ trách Vây Công Thiên Vẫn Sơn tử linh trong tộc, liền có 8 đại thánh giả bên trong hai vị. Còn lại lục đại thánh giả thì là chính diện cùng sinh linh tộc đại quân kiềm chế lẫn nhau hai đại thánh giả theo thứ tự là băng thánh cùng hắc long thánh giả tại người thánh cảnh bên trong thực lực đều ở vào đỉnh tiêm cấp độ băng thánh mặc toàn thân áo trắng sắc mặt có chút tái nhợt giống như là che kính hàng xương bình thường nhiệt độ chung quanh đều theo hắn đến mà giảm xuống một cổ màu trắng hàng băng khí lưu quay chung quanh tại bốn phía còn cần bao lâu mới có thể phá vỡ kết giới băng thánh mặt không thay đổi hỏi nhiều nhất ba ngày phía dưới một vị thánh giả cung kính nói băng thánh nghe răng cười đứng lên rất tốt vậy liền phân năm ngày đến chậm một chút phá vỡ kết giới tất cả mọi người điều chỉnh tốt trạng thái năm ngày sau đó chư vị liền có thể hưởng thụ một trận tiệc phía dưới một đám tử linh đều là lộ ra dáng tươi cười ăn sinh linh đối với giờ phút này bọn hắn tới nói liền cùng ăn cơm một dạng không chỉ có như vậy còn có thể tăng thực lực lên không có người sẽ cự tuyệt đúng rồi hắc long đi nơi nào băng thánh hỏi hắc long đại nhân một mực tại phụ cận quan sát phòng ngừa sinh linh tộc có lợi hại viện quân đến một tên tử linh bẩm báo nói cái này hắc long không khỏi cũng quá cẩn thận nghe vậy băng thánh lắc đầu tiếp theo rất khẳng định cười nói sinh linh tộc đại quân đều đã bị khốn trụ mà lại dù cho không có vây khốn bọn hắn cũng sẽ không phát binh sau khi trời tối thương con nói trở lại địa điểm hội hợp trí không hòa thượng còn không thấy bóng dáng thế là thương con nói tiếp tục bí mật quan sát bởi vì hắn thân ảnh ẩn nấp ở trong hư vô cho dù là người thánh cảnh từ chung quanh mấy chục mét trong vòng đi qua cũng vô pháp phát hiện hắn đương nhiên có năng lực đặc thù ngoại trừ thừa dịp một chốc lát này thương con nói âm thầm xem xét những cái kia đỉnh tiêm tử linh tộc cao thủ đại chiến bắt đầu đem thánh quân uy năng phá hư liền không tạo thành uy hiếp đến lúc đó phiền phức ngược lại là những cao thủ này từng cái thực lực không tầm thường ba ngày sau đó trí không hòa thượng trở về đáng tiếc chỉ có hắn một người thương con nói không nói lời nào a di đà phật ngã phật không từ bi trí không thấp giọng nói không phải không tìm về được giúp đỡ mà là bởi vì nơi đó cũng có đại chiến sắp đến ngũ đại thống lĩnh lại ra lệnh không cho phép tùy ý rời đi phụ trách địa vực thương thi chủ cũng minh bạch nếu là bị công phá một lỗ hổng rất có thể sẽ dẫn đến cả tràng đại chiến thất bại thương con lời nói không có việc gì ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể tìm đến mấy cái giúp đỡ a di đà phật đám người này là thật đáng giận các loại có cơ hội tiểu tăng nhất định cho bọn hắn siêu độ siêu độ trí không hòa thượng mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí ta xem bọn hắn muốn khởi xướng tổng tiến công giáng vẽ chuẩn bị một chút đi, thương con lời nói. Lại hai ngày đi qua. Thiên vẫn trên thần đàn, năng lượng kết giới đã phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ nhờ nội bộ sinh linh không ngừng rót vào thánh khí, mới kiên trì đến bây giờ. Bên ngoài, tử linh tộc tu sĩ đều đã triệt để điên cuồng, mỗi người trên mặt đều tràn ngập hưng phấn chi sắc. Băng thánh thân thể cao lớn, chỗ đến, hàng khí đập vào mặt, hắn lạnh giọng nói, nghe bản thánh mệnh lệnh, tất cả mọi người động thủ, lửa nén hương bên trong, triệt để đánh vỡ kết giới. Thanh âm quanh quẩn ở thiên vẫn trên núi, để tử linh tộc tu sĩ càng thêm điên cuồng. Ầm ầm. Như vậy Đông Đảo Thánh Giả đồng thời xuất lực, thánh khí giống như như thủy triều, phô thiên cái địa, cường hãn uy năng, đủ để khiến người cảm thấy ngạt thở. Uy năng va chạm tại trên kết giới, phát ra từng đợt nổ vang rung trời, mỗi va chạm một chút, năng lượng trên kết giới liền sẽ xuất hiện càng nhiều vết nứt. Lực lượng cường đại như thế không ngừng oanh kích, muốn tại trong nửa nén hương triệt để đánh vỡ chi này cách phá toái kết giới, xác thực thật đúng là không khó. Lúc này, nội bộ sinh linh tộc tu sĩ cơ bản đều tiêu hao nghiêm trọng. Bởi vì ngũ đại thiên vực, đối kháng tử linh tộc đại quân, trấn thủ địa phương đều phân công minh sát Bởi vậy, bị vây nhốt ở trên cơ bản là thánh nguyên thiên vực. Chỉ có cá biệt giống lôi âm tự một dạng chính là bởi vì tình huống đặc biệt mới bị vây lại tiến đến. Chủ yếu lấy kiếm giới, lôi âm tự, thiên la giới, không thiên giới cầm đầu. Thiên la giới, là thánh nguyên thiên vực bên trong xếp hạng tốt 100 thế giới, đầu lĩnh, tên là Hải Vô Nhai, đồng dạng cũng là nhất đẳng cao thủ, hắn trầm giọng nói, Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không chống được bao lâu. Sớm biết liền không tránh đi lên, trực tiếp cùng bọn hắn cứng đối cứng, còn có thể giết chết không ít tử linh, hiện tại chúng ta tiêu hao đều tương đối nghiêm trọng, đoán chừng đều giết không được bao nhiêu. Không thiên giới cũng xếp hạng cực cao, nó người dẫn đầu, tên Triệu Kình, năm mất mùa hỗn đảng này, thế mà trực tiếp từ bỏ chúng ta nhiều người như vậy. Năm mất mùa, hoang cổ giới người thánh cảnh bên trong người mạnh nhất. Trước mắt cũng là sinh linh tộc ngũ đại thống lĩnh một trong. Hải Vô Nhai thấp giọng nói, Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao, hoang cổ giới là muốn diệt trừ kiếm giới. Bọn hắn muốn đối phó kiếm giới, quan chúng ta cái gì thí sự, chẳng lẽ lại cũng muốn chôn cùng. Triệu Kình Tạo đã là lửa giận ngút trời. Đã không có biện pháp, cũng không biết có bao nhiêu người có thể có thể chạy thoát được. Hải Vô Nhai thở dài một tiếng. Một bên khác, kiếm giới tu sĩ cùng lôi âm tự hòa thượng đợi tại cùng một chỗ. Kiếm giới tu sĩ, người mạnh nhất thánh cảnh, là Thái cực cung lôi hỏa thánh giả đồng thời có được lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, thời khắc này thánh khí đã không có thuộc tính phân chia, bất quá vẫn như cũ tu luyện lôi chi đạo cùng hỏa chi đạo. Trừ Lôi Hỏa Thánh giả bên ngoài, ngoài ra còn có thương tộc cùng với các thế lực cường giả đỉnh cao. Tương đối lớn tuổi thánh giả, bình thường đều sẽ có phong hào. Cũng tỷ như Lôi Hỏa Thánh giả, tên thật Ti Không khiếu, phá vỡ mà vào thánh cảnh đằng sau, phong hào Lôi Hỏa, tức Lôi Hỏa Thánh giả. Có phong hào người, đương nhiên cũng liền có người không phong hào. Từ tiến vào cái này trắng thương giới đằng sau, liền một mực tại chiến đấu, chết tu sĩ vô số kể. Thậm chí cũng có đỉnh tiêm thiên kiêu vẫn lạc. Vô luận phương nào, thương vong cơ bản đều không thấp. Thương cửu hằng, thương tộc người mạnh nhất thánh cảnh, hắn hướng phía mọi người nói, đều chuẩn bị sẵn sàng, một hồi kết giới bị phá, có thể lao ra mấy cái liền lao ra, tuyệt đối không nên ham chiến. Kiếm giới chính thành chính người thánh cảnh, cơ bản đều đến, nếu là đều đổ vào nơi này, không thể nghi ngờ sẽ để cho kiếm giới tổn thất to lớn. Chương 514, đại chiến bắt đầu, băng thánh chi uy. Lôi Hỏa Thánh giả nghiến răng nghiến lợi, năm mất mùa lạm dụng chức quyền, công báo tư thù, cố ý để cho chúng ta tất cả mọi người tới này xem xét tình huống. Ai có thể nghĩ đến, nơi này biết bày bên dưới to lớn như thế thiên la địa võng. Trước đó, bọn hắn thậm chí không có chú ý tới qua nơi này, căn bản không nghĩ tới sẽ mai phục nhiều như vậy tử linh tộc đại quân. Vô cùng rõ ràng, là đã sớm chuẩn bị. Thương Cửu Hằng nói, tuyệt đối là năm mất mùa liên hợp lại tử linh tộc cho chúng ta bày cái bẫy cho dù có người muốn tới cứu chúng ta, đoán chừng cũng sẽ bị kiềm chế lại, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại tử linh tộc đại quân khẳng định ngay tại đánh nghi binh, để bọn hắn đều không thể thoát thân, tăng thêm năm mất mùa mấy cái thống lĩnh, chúng ta tuyệt không có khả năng sẽ có viện quân. ầm ầm, Tại từng tiếng va chạm bên trong, kết giới rốt cục phá toái. Dứt sạch bọn hắn, không vệ bọn hắn hết thảy, có tử linh tộc tu sĩ điên cuồng gào thét. Sau một khắc, một đạo kiếm khí từ phía sau lưng chém ra đến, trực tiếp bị đánh thành hai nửa linh hồn đều bị chôn vùi thương con nói thi triển không diệt thiên thần biến tu vi tăng lên tới người thánh cảnh đỉnh phong đồng thời thi triển bất diệt chiến thể để nhục thân đạt được cường hóa mà phía sau vượt qua cao ngàn trượng không diệt thiên tôn phát thân càng là mang đến vô cùng vô tận ngạc thở cảm giác tất cả tử linh tộc trong lúc nhất thời đều bị loại khí thế này trấn trụ để không khí động lại mấy phần chỉ là người thánh cảnh đỉnh phong mà thôi đập chết hắn cho ta băng thánh trước hết nhất kịp phản ứng nổi giận gầm lên một tiếng thương con nói lập tức mở ra hư vô lĩnh vực phạm vi trong nháy mắt mở rộng hơn ngàn hơn vạn lần đem từng nhánh thánh quân đều kéo nhập trong kết giới lĩnh vực đều là có nhất định phạm vi theo tu vi tăng lên sẽ càng lúc càng lớn hư vô lĩnh vực không giống với kiếm chi lĩnh vực hoặc là nói không giống với lĩnh vực khác mặc dù thương con nói tài tử thánh cảnh nhưng là lĩnh vực diện tích che phủ tích đã có thể đạt tới một mức độ khủng bố mấy chục vạn tử linh bị bao phủ trong đó sau một khắc thương con nói trực tiếp mở ra chốc hình thức bị kéo vào nội bộ lĩnh vực trên cơ bản là một kiếm giải quyết. Thương con nói còn mở ra kiếm chi lĩnh vực, mặc dù kiếm chi lĩnh vực không cách nào bao trùm tất cả, nhưng là chỉ cần thiểm lược đi qua sau xuất thủ, kiếm trong tay tự nhiên là có kiếm chi lĩnh vực tăng phúc. Trong khoảnh khắc, chính là có không biết bao nhiêu tử linh ngã xuống. Đương nhiên cũng có cá biệt cao thủ, cũng tỉ như nói tám đại thánh giả một trong băng thánh, rất nhanh liền đem lĩnh vực xé mở một góc, từ đó vọt ra. Nếu là bình thường lĩnh vực nhận loại công kích trình độ này, người thi triển cho dù không chết cũng tàn tật nhưng là hư vô lĩnh vực có vô tận ảo diệu, là nhất nguyên thủy chi khí, bị xé mở lỗ hổng trong nháy mắt lại khép lại. Bên ngoài, càng là loạn cả một đoàn. Tử linh tộc Thánh quân, trực tiếp bị thương con nói hư vô lĩnh vực xáo trộn, không cách nào kết hợp ra vậy tuyệt đối lực lượng vô địch, thậm chí cách khoảng cách thật xa, liền bị kéo vào hư vô lĩnh vực. A Di Đà Phật, tiểu tăng đến cảm hóa các ngươi. Trí Không Hòa thượng, thực lực cực kỳ đáng sợ, thi triển đại la kim thân pháp thân, những nơi đi qua, không người có thể địch một chiêu cơ hội tốt như vậy bị vây khốn ở thiên vẫn thần đàn sinh linh đương nhiên sẽ không buông tha toàn bộ nhảy ra trong nháy mắt hòa mình chỉ bất quá bởi vì tiêu hao nghiêm trọng đã rơi vào tuyệt đối hạ phong đương nhiên tối thiểu so với bị thánh quân không có chút nào sức chống cự nghiền ép tốt hơn nhiều nhìn qua đã chiến thành một mảnh tình hình băng thánh sắc mặt âm trầm đồng thời cũng là kinh hãi không thôi vừa mới người kia là ai thế mà cưỡng ép kéo ra nhiều người như vậy tiến vào trong lĩnh vực của hắn hắn rõ ràng đem lĩnh vực của đối phương xé ra một góc nhưng tựa như không có chuyện một dạng, coi như không có thánh quân, các ngươi vẫn như cũ hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ta. văn thánh cũng dết vào trong đó. các loại thánh nguyên binh không ngừng va chạm, thánh giả pháp thân càng là ẩn trời che lấp mặt trời. tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. mỗi một khắc đều có hàng trăm hàng ngàn sinh linh cùng tử linh vẫn lạc, có hoàn toàn vẫn lạc, có linh hồn chưa chết, cấp tốc bỏ chạy. thậm chí có người trực tiếp tự bảo thánh nguyên, không chỉ có mang đi chung quanh một mảng lớn địch nhân, cũng mang đi không ít đồng đội cũng may mắn thiên vẫn sơn cùng thiên vẫn thần đàn có thể so với một tòa thần sơn không thể phá vỡ chí ít người thánh cảnh không cách nào phá hủy nếu không lớn hơn nửa dãy núi cũng tuyệt đối đã bị sang thành bình địa sinh linh tộc nhân tề tụ tại cùng một chỗ hình thành hai cái đội ngũ phân biệt hướng hai cái phương hướng phóng đi bởi vì nhân số tập trung thương vong ngược lại nhỏ bé trái lại tử linh tộc nhân số quá nhiều giờ phút này đã đại loạn một mực tại lung tung đánh ra công kích sinh linh tộc hai cái đội ngũ một cái theo thứ tự là lấy kiếm giới cùng lôi âm tự cầm đầu, một cái khác thì là lấy không thiên giới, thiên la giới cầm đầu. Không thể không nói, làm hai tòa xếp hạng tốt 100 đại thế giới đỉnh tim người thánh cảnh, hải vô nhai cùng triệu kình, đều tu luyện không tầm thường pháp thân, thực lực cực kỳ cường đại. Hai người, đều tiến nhập vạn giới người thánh cảnh điểm cống hiến bản, mặc dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng là đã chứng minh thực lực. Tại hai người dẫn đầu xuống, mấy trăm ngàn người đội ngũ, cấp tốc lao ra một cái lỗ hổng mà đổi thành một bên, cũng giống như thế. Kiếm giới người thánh cảnh mặc dù ít một chút, nhưng là cao thủ đông đảo, lôi âm tự hòa thượng cũng liền càng không cần phải nói. Băng thánh hướng phía bóng đen đối diện nói ra, hai chúng ta mỗi người ngăn trở một bên, tuyệt không thể để bọn hắn chạy trốn. Tử linh hút thiên phú cao, hoặc là tu vi cao, tăng lên hiệu quả tốt hơn. Coi chừng cái kia phá giải thánh quân gia hỏa. Bóng người màu đen chính là hắc long thánh giả, chỉ gặp hắn hóa thành một đầu màu đen cự long, hướng phía không thiên giới cùng thiên la giới đại quân phương hướng mà đi. Băng thánh, thì là cấp tốc bay qua ngăn tại kiếm giới cùng lôi âm tự trước mặt mọi người tại băng thánh phía sau một đám tử linh tộc tu sĩ đều là cấp tốc an định lại trận địa sẵn sàng đón quân địch thái cực cung lôi hỏa thánh giả nhảy lên một cái hung hăng một trưởng đánh đi ra lôi điện cùng hỏa diễm đồng thời phun trào đại lượng lôi chi đạo quy tắc cùng hỏa chi đạo quy tắc đều bị dẫn động để uy lực của một quyền này đối với người thánh cảnh tới nói khủng bố như vậy không biết tự lượng sức mình băng thánh cũng là một trưởng đánh tới khối băng giống như vật thể ngưng tụ tại bốn phía cùng trên bàn tay không hề nghi ngờ dẫn động rất nhiều băng chi đạo quy tắc oanh hai người rắn rắn chắc chắc một chưởng đụng vào nhau sau một khắc lôi hỏa thánh giả trực tiếp bị đánh bay trở về khóe miệng có một vệt máu tươi tràn ra hiển nhiên vừa mới một chưởng đụng nhau bị nội thương phái nhiều người như vậy cùng hai đại thánh giả thật đúng là để mắt chúng ta lôi hỏa thánh giả thần sắc rất khó coi các ngươi đều đi không nổi ngoan ngoãn trở thành chúng ta tu luyện đá đặt chân đi băng thánh quanh thân tản ra hàng khí ngữ khí bức người. Hai chúng ta ngăn chặn hắn, các ngươi lao ra. Thương cửu hằng cùng lôi hỏa thánh giả xuất thủ lần nữa, đều là thi triển ra thánh giả pháp thân, hung hăng va chạm đứng lên. Ba người thánh giả pháp thân, một cái sau một cái lợi hại. Nhất là băng thánh huyễn băng linh pháp thân, càng là tại thánh giả pháp thân bản xếp hạng, bên trong đều có cực kỳ cao xếp hạng. Chương 515, đại chiến kịch liệt, tự bạo chấn nhiếp. Thiên đô cổ thành, mãi cho đến mê hồn hà, không sai biệt lắm vượt ngang gần phân nửa trắng thương giới, là sinh linh tộc cùng tử linh tộc đại quân chiến trường chính mỗi khối khu vực đều có một giới tu sĩ trấn thủ cho tới bây giờ tử linh tộc đã khởi xướng qua mấy lần tổng tiến công mỗi một lần đều sẽ có vô số sinh linh cùng tử linh vẫn lạc mà cục diện như vậy tử linh tộc là vui lòng bởi vì bọn hắn có thể hút chết đi sinh linh đến đề thăng có thể nói trước mắt trắng thương giới đã chủ yếu chia làm hai khối địa bàn hai tộc riêng phần mình tìm kiếm bảo bối tử linh tộc chỗ đến không có bất kỳ sinh linh gì có thể còn sống xuống tới cho dù là nguyên thú cũng sẽ bị thôn vệ. Cũng bởi vậy, tử linh tộc chiếm cứ cái kia một nửa địa bàn, cơ hồ đã rất khó coi đến sinh linh cho nên tử linh tộc nhiều lần phát động tổng tiến công, muốn chiếm lĩnh càng lớn địa bàn. Trắng thương giới biến thành chiến trường, chỉ có những cái kia tu vi cao người mới có thể rời đi, tu vi thấp thực sự không quản được, trên cơ bản sẽ biến thành tử linh tộc đồ ăn. Lúc này, hai tộc đại quân vẫn sức chờ phát động, phản phất sau một khắc liền sẽ bắt đầu đại chiến. Đến mức ngũ đại thống lĩnh, đều trí mệnh nhất khiến cho dưới thế giới, không được tự tiện điều động thánh quân, nếu là bị đánh ra lỗ hổng, sau đó tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm. Cho nên, không ít muốn chạy tới Thiên Vẫn Sơn tu sĩ, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đã ngừng lại. Thiên Vẫn Sơn Sinh linh tộc cũng có vài chi thánh quân, đáng tiếc tiêu hao đều nghiêm trọng, rất nhiều người đã bị đánh giết, cho nên không cách nào phát huy ra thánh quân uy năng. Mà tử linh tộc thánh quân, đều bị thương con nói một người, dựa vào hư vô lĩnh vực đánh vỡ. Cho nên cũng không có thánh quân lực lượng tuyệt đối chỉ bất quá chiến đấu vẫn như cũ là thiên về một bên tử linh tộc tu sĩ thể lực đều dồi dào thánh khí sung túc đồng thời chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế khiến không ngừng có sinh linh vẫn lạc có tử linh tâm tính không tốt đã sớm bị tử linh tộc công pháp phổ thông khiến điên cuồng nhìn thấy sinh linh ngã xuống căn bản không để ý uy hiếp điên cuồng xông đi lên hút máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt cực kỳ đáng sợ miệng lớn ăn sinh linh chi nhục hút sinh linh chi huyết đồng thời tu vi cùng linh hồn cũng bị thôn vệ tiếng kêu thảm thiết vô thiên cái địa nhất là linh hồn bị thôn vệ lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết, để chiến trường thảm liệt bầu không khí khuyết đại mấy phần. Thương con nói chém giết mấy vạn tử linh, triệt để phá mất thánh quân, sau đó một đường thẳng hướng kiếm giới đám người rút đi phương hướng. Tử linh tộc tám đại thánh giả một trong hắc long thánh giả, mang theo vô số thủ hạ, ngăn cản thiên la giới cùng không thiên giới cầm đầu sinh linh tộc nhân. Hải vô nhai, cùng triệu kình, đều là người thánh cảnh bên trong nhất đẳng cao thủ. Nhưng là, bọn hắn đối mặt chính là hắc long thánh giả. Một bên khác, lôi hỏa thánh giả, cùng thương cửu hằng, lôi âm tự một vị tên là Trấn Kim Tăng Nhân, ba đại cao thủ liên thủ kịch chiến băng thánh. Cùng là tử linh tộc tám đại thánh giả một trong, băng thánh thực lực không chút nào thua hắc long thánh giả, trực tiếp đem ba người áp chế gắt cao. Băng thánh huyễn băng linh pháp thân, càng là ngưng tụ ra vạn trường băng quang, hàng khí quét sạch hơn phân nửa chiến trường, để toàn bộ sinh linh đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Những người khác, cũng một khối tại kịch chiến. Tùy thời đều có người ngã xuống. Cường đại thánh giả, vào lúc này, tùy thời ngã xuống. Tại kiếm giới đông vực cửu châu tu sĩ trong mắt, không thể cái thế thánh giả, lúc này cũng cùng phàm nhân không có khác nhau, không ngừng ngã xuống, dục thân bị đánh xuyên, linh hồn bị triệt để chém giết. Thương chính nghĩa, giả dạ tu các loại một đám từng tại kiếm giới, bán thánh bản tất bên trong bài danh phía trên cao thủ, lúc này đều tại. Tu vi cơ bản đều ở vào người thánh cảnh trung kỳ, cá biệt mấy người đạt đến người thánh cảnh hậu kỳ. Đương nhiên cũng có người cũng không tại. Chỉ tiếc bọn hắn lúc này hoàn toàn rơi vào bị động, cùng tu vi ở vào người thánh cảnh tiểu viên mãn, hoặc là người thánh cảnh đại viên mãn so sánh, tu vi sát thực yếu đi rất nhiều. Chỉ có thể đối với những cái kia phổ thông tử linh tộc tu sĩ vượt cấp chiến đấu, đụng phải những cao thủ kia, liền thật không có phần thắng chút nào. Cho nên, trước mắt kiếm giới chủ chiến lực, hay là những cái kia uy tín lâu năm người thánh cảnh cao thủ. Lôi âm tự, hòa thượng cũng rất nhiều, đồng thời còn có một giới tu sĩ lấy bọn hắn làm chủ. Còn lại mấy cái bên kia tiểu thế giới, cũng là theo sát lấy bọn hắn. Nếu là bị tách ra, vậy liền tuyệt đối không có còn sống cơ hội. Vũ Kinh Thiền cũng tại, trên thân nhiều hơn một cổ lăng lệ khí thế, dưới chân tùy thời có tử linh tu sĩ ngã xuống, tu vi so những người khác cao hơn một chút, là người thánh cảnh đỉnh phong. Mà lại nàng cũng tu luyện một môn pháp thân, là thương tộc thần linh giao cho nàng, xếp hạng tốt 100. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ vũ trụ bảy gia tộc lớn, thương tộc nội tình tuyệt đối là thâm hậu nhất gia tộc cổ xưa một trong, nhưng là dù sao lúc này không giống ngày xưa, trưởng quản lợi hại pháp thân, cũng không nhiều cho vũ khinh thiền lợi hại như vậy pháp thân tu luyện không chỉ là bởi vì thương con nói nguyên nhân chủ yếu hay là nàng tự thân thiên phú tu luyện cực cao thánh giả pháp thân cũng không phải là xếp hạng càng đến gần trước lại càng tốt mấu chốt còn muốn đến phù hợp tự thân nếu không không có cách nào tu luyện lôi hỏa thánh giả thương cửu hằng trấn kim ba đại cao thủ cùng băng thánh ở giữa va chạm uy năng thật sự là quá mức đáng sợ đến mức người chung quanh đều là kéo dài khoảng cách vừa mới liền có tới gần nơi này thánh giả pháp thân trực tiếp bị đánh phá băng thánh thật sự là quá mạnh, so hoang, thiên diệp tiên tử, đều mạnh hơn ra một cái cấp bậc, thực lực tuyệt đối coi là người ngoài hành tinh thánh cảnh bên trong thê đội thứ nhất. Chiến đấu bắt đầu vẹn vẹn mấy tức thời gian, thương cửu hàng chính là bị trọng thương. Trấn Kim La Hán thân thể, bị đánh phát nổ hai lần, một lần nữa ngưng tụ ra tái chiến, thực lực đều yếu đi rất nhiều. Lôi hỏa thánh giả so hai người hơi mạnh một chút, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì, không cách nào đền bù cái kia trên lệch cực lớn. Lôi hỏa thiên đạo Lôi Hỏa Thánh Giả lần nữa đánh ra công kích, sau lưng thánh giả pháp thân nở rộ quang mang, rất lớn phạm vi bên trong Lôi Chi Đạo Quy Tắc cùng Hỏa Chi Đạo Quy Tắc, toàn bộ bị hắn dẫn động. Sau đó đánh ra một đạo uy lực mạnh mẽ thánh thuật. Băng Phong ngàn dặm. Băng Thánh mặt không biểu tình, lông mày tuyết trắng, phản phất là sương lạnh bình thường, cách mấy trăm mét khoảng cách thi triển thánh thuật. Oanh. Lôi điện cùng lửa cháy hừng hực trong khoảnh khắc liền bị ai sờ nuốt hết, năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Phốc lôi hỏa thánh giả lần nữa miệng phun máu tươi tại vừa mới giao phong bên trong hai tay thế mà bao trùm lên một tầng khối băng để hắn không hề hay biết hoa lôi hỏa thánh giả không để ý tới thương thế lập tức lui về sau đi hai người các ngươi lui ra ta đến xử lý hắn thương cửu hàng xông đi lên hiển nhiên là muốn muốn tự bạo thánh nguyên giết không chết băng người bọn hắn liền không xông ra được thừa dịp hiện tại tử linh tộc đại quân còn không có co vào tới nhất định phải lập tức lao ra nếu không một hồi liền không có cơ hội cho nên tuyệt đối không có khả năng lãng phí thời gian nữa. Chỉ bằng thực lực của ngươi, dù cho tự bạo, cũng không giết chết bản thánh. Băng thánh nói không giả, muốn giết chết hắn, xác thực không có khả năng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ thụ không nhỏ thương, bởi vậy hắn cũng vẫn duy trì một khoảng cách. Nếu là người bình thường thánh cảnh đại viên mãn tự bạo, băng thánh tuyệt đối có tự tin có thể lông tóc không tổn hao gì, nhưng là thương cửu hằng nói thế nào cũng là nhất lưu cao thủ. Nếu không cũng sẽ không tại thương tộc đông đảo người thánh cảnh bên trong, thực lực xếp hạng thứ nhất nhìn thấy băng thánh lui lại, thương cửu hàng càng thêm không sợ hãi. Chương 516, trí không thực lực, đối chiến cao thủ. Thật sự cho rằng ngươi tự bạo liền có thể đẩy lui bản thánh. Băng thánh cười lạnh một tiếng, trên thân thể bỗng nhiên bao khỏa ra từng tầng từng tầng khối băng, phản phất là lân phiến bình thường khảm nạm ở trên người. Trên khối băng, có thánh vi phóng thích. Có băng lăng thánh giáp, nhìn ngươi tự bạo có thể thương bản thánh bao nhiêu. Băng thánh không tiếp tục lui. A-di-đà Phật. Thí chủ ấn đường trắng bệch, lông mày xuất hiện sương lạnh sợ có bất các sự tình phát sinh hay là nhanh chóng thối lui đi thô bố ma y trí không hòa thượng chạy tới chắp tay trước ngực lơ lửng giữa không trung xú hòa thượng luôn yêu thích giả thần giả quỷ băng thánh một chỉ đánh ra chỉ nghe hưu một tiếng một đạo hàng quan bắn thẳng đến ra ngoài tốc độ cùng lực lượng đối với người thánh cảnh tới nói đều đã đạt đến kinh khủng cấp độ trí không hòa thượng trực tiếp một quyền đem hàng quan đánh tan a di đà phật chú ý tới một màn này sinh linh tộc mọi người đều là hai mắt sáng lên. Hòa thượng này, thật là lợi hại. Vừa mới lôi hỏa thánh giả ba người tuyệt đối làm không được dễ như trở bàn tay như vậy ngăn trở băng thánh công kích. Lôi âm tự trấn nay lộ ra một vòng dáng tươi cười, là trí không sư thúc. Trí không thực lực, cho dù là lôi âm tự bên trong, cũng không có quá nhiều người biết, bởi vì trí không một mực có chút điên, quanh năm không có ở trong chùa. Không nghĩ tới nhiều như vậy đầu trọc bên trong, còn có người một cao thủ như vậy. Đối với bỗng nhiên xuất hiện trí không, băng thánh cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, từ vừa mới một kích kia cũng có thể thấy được, trí không thực lực không tầm thường. Trí không hòa thượng đó là một mặt dáng tươi cười, A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, thí chủ hay là mau mau thối lui tốt. Chẳng qua là cảm thấy ngươi hòa thượng này thực lực không tệ mà thôi, thật sự cho rằng có thể chống đỡ bản thánh. Băng thánh xuất thủ lần nữa, sau lưng huyển băng linh pháp thân, phóng xuất ra hàng khí uy áp, đồng thời băng chi lĩnh vực cũng hướng về phía trước lan tràn. Trí không thi triển ra 999 trượng cao đại la kim thân pháp thân, đồng thời cũng phóng xuất ra lĩnh vực. Vi áp không kém chút nào băng thánh. Là bản tự mạnh nhất pháp thân, trấn nay mặt mũi tràn đầy tự tin. Đại la kim thân pháp thân, tuyệt đối là cực kỳ nổi danh. Băng thánh cùng trí không riêng phần mình tiến vào trong lĩnh vực giao chiến. Thừa dịp này thời cơ, thương cửu hằng, lôi hỏa thánh giả, trấn nay, ba người cũng giết ra ngoài, mặc dù ba người đều chịu khác biệt trình độ thương, nhưng là đối phó người bình thường thánh cảnh, vẫn như cũ là dư xài mà Thiên Vẫn Sơn một bên khác đại chiến trường, lại là vô cùng thê thảm. Hải Vô Nhai cùng Triệu Kình, song song đều bị Hắc Long Thánh giả chém giết. Lấy Không Thiên giới cùng Thiên La giới cầm đầu sinh linh tộc đại quân, đã hoàn toàn bị vây lại, không có chủ tâm cốt, càng là triệt để đại loạn. Dựa theo tiếp tục như vậy, có thể còn sống lao ra sợ là lác đác không có mấy. Hắc Long Thánh giả phát hiện một bên khác tình huống không ổn, bởi vậy buông xuống trước mắt đã bị đoàn đoàn bao vây sinh linh tộc tu sĩ, tiếp theo hướng phía một cái khác tiến đến. Băng Thánh cùng Trí Không Hòa Thượng đang trong lĩnh vực giao phong, hai người khó phân cao thấp. Chẳng được bao lâu công phu, Hắc Long Thánh giả chính là đến. Cường đại uy áp, để trong lúc kịch chiến không ít người đều nhao nhao ghé mắt. Loại cảm giác áp bách này quá mạnh. Xuống một khắc, sinh linh tộc đám người sau lưng xuất hiện một cổ chói mắt hào quang màu vàng, tùy theo mà đến đồng dạng là một cổ cường đại khí tức. Cùng Hắc Long Thánh giả khí tức tương xứng, chính là một đường giết tới thương con nói. Phía sau hắn không diệt thiên tôn pháp thân, giờ phút này càng bắt mắt, tử linh trên người khí tà ác, tự hồ cũng bị áp chế rất nhiều. Là con nói. Thương tộc đám người, tất cả đều là ánh mắt lửa nóng. Kiếm giới đám người, phản phất thấy được chủ tâm cốt. Bao quát dạ tu bọn người, cũng là lộ ra dáng tươi cười. Thương con nói cất bước ngăn tại phía trước nhất, nhìn qua nơi xa đang chuyên tâm giết địch vũ kinh thiền, trong đầu nhẹ nhàng thở ra, người sau có trùng đồng, hẳn là đã sớm xuyên qua kết giới phát hiện hắn đến. Hắc Long thánh giả không có gấp xuất thủ, ánh mắt đánh giá thương con nói, rõ ràng tu vi chỉ có người thánh cảnh đỉnh phong lại mang đến cho hắn cực lớn ác bách người này rất cổ quái thương con nói cảm giác không đến thương tử nguyên ký tức dò hỏi đại ca không có sao chứ trong giao chiến thương cửu hàng đạo tử nguyên không ở chỗ này hắn không có chuyện gì yên tâm đi nghe vậy thương con nói cũng không nghĩ nhiều nữa ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắc long thánh giả chính là người phá hủy tộc ta thánh quân hắc long thánh giả dò hỏi trả lời hắc long thánh giả chính là thương con nói trong tay thiên hành kiếm thôi động một thanh kiếm này, uy lực càng cường hoành hơn. Thiên hành kiếm, dù sao bản chất là thần khí, uy lực vô tận, dù là phong ấn tại thánh khí cấp độ, thôi động đi ra lực lượng vẫn như cũ không phải phổ thông thánh khí có khả năng so sánh. Xoẹt xoẹt. Hắc Long thánh giả bản thể là ngũ trảo Hắc Long, tâm niệm vừa động, vô số màu đen long khí lập tức từ thể nội bạo phát đi ra, phản phất liệt diễm màu đen, tản mát ra đủ để khiến cùng cảnh giới tu sĩ cảm thấy hít thở không thông khí tức. Cho dù là xa xa tu sĩ, đều có thể cảm nhận được một cổ ngạc thở cảm giác, từ hắc long thánh giả trên thân phát ra tựa như là muốn đem cả ngọn núi nóng chảy nhận rồng hỏa ma diễm trùng kích thiên vẫn trên thần đàn vô số trận pháp hiển hiện ra ngưng tụ ra lực phòng ngự kinh người quan mang bao trùm tại cả tòa thần đàn phía trên đến mức để thần đàn hoàn hảo như lúc ban đầu oanh hắc long thánh giả ngăn trở thương con nói một kiếm. giờ phút này mọi người mới chân chính nhận thức đến hắc long thánh giả nội tình thực lực thế mà đã có như thế tình trạng không hổ là tử linh tộc tám đại thánh giả một trong ngao một đạo tiếng long ngâm vang lên hắc long thánh giả hai tay mở ra vuốt rồng bám vào trên tay màu đen vẫy rồng phản phất áo giáp bình thường một đầu do màu đen long khí ngưng tụ mà thành long ảnh mang theo lực lượng đáng sợ hướng trên không lượng vòng lấy thân thể bay ra phóng xuất ra cường đại long uy đây là hắc long thánh giả thánh giả pháp thân xếp hạng mặc dù không thể tiến tốt 100, nhưng là cũng cực kỳ đáng sợ thương con nói thi triển ra hư vô lĩnh vực lĩnh vực phạm vi cấp tốc hướng phía hắc long thánh giả lan tràn đi qua Hắc Long Thánh Giả biết được Thương Con nói hư vô lĩnh vực càng cổ quái, cho nên vô cùng cẩn thận, cấp tốc lui về phía sau, đồng thời phóng xuất ra tự thân lĩnh vực để ngăn cản. Đáng tiếc, hư vô lĩnh vực tốc độ quá nhanh, đồng thời trong nháy mắt liền bao phủ xuống. Hắc Long Thánh Giả tính cả lấy tự thân lĩnh vực bị kéo vào hư vô trong lĩnh vực, không chỉ có như vậy, còn có một nhóm lớn tử linh tộc tu sĩ tiến vào trong lĩnh vực, Thương Con nói liền xuất thủ, trong chốc lát miễu sát đông đảo tử linh tộc tu sĩ, cùng lúc đó cũng phòng ngừa Hắc Long Thánh Giả chạy đi hiện tại thương con nói thánh giả pháp thân chỉ tu luyện ra cái hình thức ban đầu dù cho có bất diệt thiên thần biến tu vi tăng phúc vẫn như cũ chỉ là người thánh cảnh đỉnh phong hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại hắc long thánh giả nhưng là muốn đem hắc long thánh giả chém giết cũng không dễ dàng mấu chốt nhất là một khi hắc long thánh giả tự bạo thánh nguyên cái kia thương con nói tuyệt đối khó chịu nếu là đem bất diệt chiến thể tầng thứ tư tu luyện có lẽ liền không sợ cùng cảnh giới tu sĩ tự bạo cho nên thương con nói liền không có nghĩ tới chém giết hắc long thánh giả đem nó vây ở hư vô trong lĩnh vực, hắn liền có thể đưa ra tay không ngừng đem tử linh tộc tu sĩ kéo vào trong lĩnh vực, tại sông rộng trong lĩnh vực, nhẹ nhõm chém giết. Chương 517, thủ đoạn quỷ dị, tử linh thua chạy. Thương tử ngôn hiệu suất tự nhiên là không cần phải nói, mỗi lần hư vô lĩnh vực thả ra ngoài, cơ bản đều có thể kéo về hàng ngàn hàng vạn tử linh tộc tu sĩ. Chỉ có thực lực đỉnh tiêm tử linh tộc tu sĩ mới có thể có cơ hội xông ra lĩnh vực. Thực lực hơi yếu, vậy cũng chỉ có thể tại hư vô trong lĩnh vực chờ chết. Điều này cũng làm cho Thương Tử Ngôn bản nhân cũng rõ ràng nhận thức đến, dựa vào hư vô lĩnh vực, hắn có thể đồng thời vây khốn rất nhiều người. Dù sao hắn hư vô lĩnh vực không sợ bị đánh vỡ. Hắc Long Thánh giả há lại hạ người hời hợt, theo một đạo rồng ẩn thân vang lên, hắn mượn sau lưng thánh giả pháp thân, đánh ra kinh khủng một kích. Sau lưng màu đen ma long hư ảnh, lượng vòng lấy thân thể, phóng xuất ra một cổ màu đen long khí, tự long hướng phía hư vô lĩnh vực vọt tới. Thương Tử Ngôn lập tức hiện thân, vô số đạo hình kiếm trong nháy mắt bên trong ngưng tụ mà thành vây quanh hắn phi tốc xoay tròn, hóa thành một cái đường kính vượt qua trăm trượng kiếm khí lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực đã sớm phóng thích ở trong đó, tăng lên mấy phần cường độ. Hắc Long Thánh Giả ngưng tụ thành long ảnh, hung hăng đụng vào trên lĩnh vực, trong khoảnh khắc bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, hai cổ lực lượng đáng sợ hướng phía bốn phía tuôn ra. Rõ ràng Hắc Long Thánh Giả cũng có lĩnh vực, nhưng là chỉ có thể đối tự thân thực lực lên tăng phúc, đối với thương tử ngôn không được bất kỳ áp chế hiệu quả, bởi vì Hắc Long Thánh Giả lĩnh vực cũng ở vào hư vô trong lĩnh vực không cách nào hạn chế thương tử ngôn. Năng lượng bạo tạc chỗ đến không gian, phản phất đều bị từng tầng từng tầng sốc lên. Nhìn xem thương tử ngôn thân ảnh lại ẩn nấp nhập trong hư vô, hoàn toàn không phát hiện được, Hắc Long Thánh giả sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, ý thức được nam tử trước mắt phi thường cổ quái, vô cùng không dễ chọc, thật sự là thủ đoạn quỷ dị, đây chính là lực lượng hư vô sao? Hắc Long Thánh giả từng tại trong điển tịch hiểu rõ đến, vũ trụ hết thảy đản sinh tại hư vô, hư vô chi đạo là nhất nguyên thủy chi đạo, thần bí mà cường đại. Thương tử ngôn không nói lời nào, kỳ thật đã huy động thiên hành kiếm, chém giết lấy mặt khác tử linh tộc tu sĩ. Bị kéo vào hư vô trong lĩnh vực tử linh tộc tu sĩ, tuyệt đại đa số đều thực lực không đủ, dù cho cho bọn hắn thời gian, cũng vô pháp đánh vỡ hư vô lĩnh vực. Nói cách khác, chỉ có thể chờ đợi chết. Đây tuyệt đối là mặt khác bất luận lĩnh vực gì không cách nào làm đến, bao quát thương tử ngôn đồng dạng cực kỳ lợi hại kiếm chi lĩnh vực. Đơn thuần đối với thực lực tăng phúc, cùng đối với đối thủ hạn chế, kiếm chi lĩnh vực không thua hư vô lĩnh vực. Nhưng là hư vô lĩnh vực có càng mạnh hiệu quả, không sợ bị đánh vỡ, cơ hồ không hạn chế mở rộng cùng thu nhỏ, hơn nữa có thể lặng yên không tiếng động phóng thích. Những này đều là kiếm chi lĩnh vực không thể so sánh nổi. Gặp thương tử ngôn một mực không ra, Hắc Long Thánh giả cũng là đã nhận ra cái gì. Nếu là hắn biết sở ức Trần một mực tại cùng mặt khác tử linh tộc tu sĩ kịch chiến, cũng không biết sẽ là biểu tình gì. Nhất định phải tranh thủ thời gian lao ra, người này lĩnh vực thực sự quá mức quỷ dị. Hắc Long Thánh giả rốt cục lần nữa toàn lực xuất thủ cả người hóa thành rồng thái, xông về trước đi qua, thân thể cấp tốc biến lớn, đồng dạng hóa thành hình rồng thái, cấp tốc cùng sau lưng to lớn long ảnh pháp thân dung hợp làm một thể, từ đầu rồng vị trí liền xông ra ngoài, xông trảo lập tức đánh ra, hung hăng đụng vào hư vô trên lĩnh vực. Lần này, hư vô lĩnh vực lập tức bị cắt ra một cái lỗ hổng. Hắc Long Thánh giả lượng vòng lấy thân thể, cấp tốc từ đó xuyên qua. Lực công kích thật mạnh. Vừa mới tốc độ quá nhanh, tại một bên khác giết địch thương tử ngôn không thể tới lúc tới ngăn cản Hắc Long Thánh giả đào tẩu bất quá cũng đã không quan trọng. Bởi vì bên ngoài chiến đấu, đã tiến nhập hồi cuối. Tất cả tử linh tộc chiến sĩ nghe lệnh, rời khỏi thiên vẫn sơn. Xong ra hư vô lĩnh vực đằng sau, Hắc Long Thánh Giả không có chút do dự nào, cấp tốc bỏ chạy. Hắc Long Thánh Giả không ngốc, biết vây công thiên vẫn sơn đại thế đã mất. Bỗng nhiên xuất hiện hòa thượng, lại thêm khó mà chống lại thương tử ngôn, thánh quân thất bại, coi như bọn hắn nhân số đông đảo, cũng đã rất khó lại chiếm trả lời gió. Huống chi, trải qua vừa rồi cái kia một phen chém giết, tử linh tộc đại quân có thể nói là tổn thất nặng nề băng thánh cùng trí không hòa thượng đồng thời hiện thân trên thân hai người đều treo màu đánh cái bất phân cao thấp bất quá từ trên thương thế đến xem trí không chiếm một chút ưu thế bởi vì hắn đại la kim thân pháp thân lực phòng ngự quá mức cường hoành gặp hắc long thánh giả đào tẩu ý thức được không ổn băng thánh cũng không có dừng lại quả quyết rút đi tử linh tộc hai đại nhân vật đứng đầu rời đi những người khác cũng là cấp tốc bỏ chạy tại một bên khác vây công lấy sinh linh tộc tử linh tộc đại quân cũng cấp tốc rời đi trong khoảnh khắc thiên vẫn sơn phía trên chiến đấu kịch liệt ngừng lại tử linh tộc tu sĩ đều đã rút đi mặc dù chém giết càng nhiều tử linh tộc tu sĩ nhưng là sinh linh tộc tu sĩ cũng vẫn lạc hơn phân nữa bởi vì thiên vẫn thần đàn không thể phá vỡ phía trên hiện đầy thánh huyết thánh giả thi thể đã là hiện đầy một chỗ hoàn chỉnh vô cùng ít ỏi càng nhiều thi thể không có cái gì lưu lại tuyệt đại đa số thi thể linh hồn đều đã bị chém giết triệt để chết đi cũng có trong thi thể, ẩn núp lấy chưa chết đi linh hồn. Tử linh tộc tu sĩ, không có sinh mệnh chi hỏa, tuổi thọ sớm đã là khô kiệt, sinh tử tồn vong cùng linh hồn cùng thánh nguyên có quan hệ. Cho nên rất nhiều linh hồn còn giấu ở trong thi thể. Bị phát hiện đằng sau, không có nói chuyện chỗ trống, trực tiếp giết. Thương tử ngôn cùng kiếm giới đám người tụ hợp. Lúc này kiếm giới đám người, đều có sống sót sau tai nạn vui sướng, cũng có thay người chung quanh chết đi than thở. Chiến tranh là tàn khốc, nhưng là bọn hắn vì sinh tồn, lại không thể không làm như vậy. Thương cửu hàng càng nhiều hơn chính là cao hứng, bởi vì nhiều như vậy kiếm giới tu sĩ, kém chút liền bị hắn đưa vào vực sâu vô tận bên trong. Bởi vì là thương tộc tu sĩ, cùng thương tộc cùng thái cực cung quan hệ tốt nguyên nhân, mạnh nhất thái cực cung lôi hỏa thánh giả, cũng không có quá nhiều quyền lực, đa số đều là lấy thương cửu hàng làm chủ, mà lôi hỏa thánh giả cũng không thèm để ý. Lần này, nhờ có con nói, bằng không, ta sẽ là kiếm giới tội nhân. Thương cửu hàng thở dài một hơi. Mặc dù còn sống rất nhiều người, nhưng là cũng không ít người chết đi. Lợi hại thiên kiêu cũng giống như thế. Chỉ trách năm mất mùa tên hỗn đảng kia, cố ý để cho chúng ta tới đây, lôi hỏa thánh giả đầy người đều là tức giận. Yên tâm, sớm muộn phải trả. Thương tử ngôn an ủi, sau đó liền nhìn phía mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Đêm tu, mực không dương, mộ dung đàm, thương hạ trúc. Mấy người nhìn về phía thương tử ngôn ánh mắt, cũng là cảm khái, vẻn vẹn đi qua thời gian 2-3 năm, thực lực của bọn hắn cùng thương tử ngôn trên lệch lớn hơn thương hạ trúc hướng phía thương tử ngôn nói ra họ nam cung viêm thương trần phong mộ dung vạn châu đều chết trận vẻn vẹn thương tử ngôn nhận biết ít như vậy người liền chết mấy người mặt khác chết càng thêm vô số kể có thể nghĩ chiến đấu khốc liệt đến mức nào kiếm giới tu sĩ tổn thất đoán chừng đã qua nữa không khí có chút nặng nề thương cửu hàng liếc nhìn bốn phía nói kiểm lại một chút các giới tổn thất tu sĩ lâu hằng huynh chúng ta muốn đi đâu một cái toàn thân đều là vết máu nam tử tràn đầy mê mang mà hỏi. Đúng vậy a, à, muốn đi đâu? Năm mất mùa nhưng là muốn để bọn hắn vạn kiếp bất phục, từ bỏ bọn hắn nhiều người như vậy. Thương cửu hàng trầm mặt. Trước thu thập chiến trường, thu thập vật tư, sau đó lại quyết định. Thương tử ngôn mở miệng. Chương 518, thật có bảo bối, tin tức truyền ra. Thiên vẫn thần đàn đỉnh một chỗ đài cao, là cả tòa dãy núi to lớn bên trong cao nhất địa phương, có thể quan sát nơi xa. Vũ Kinh Thiền trắng ngoãn một đôi tay ngọc hợp đặt ở trước người nàng vẫn như cũ là quen thuộc cách ăn mặc, quần áo màu đen thêm mạng che mặt, cái kia một đôi đen nhánh con ngươi linh mắt sáng, chỉ cần nhìn một chút liền có thể không thể quên được. Có lẽ là bởi vì tu vi tăng lên nguyên nhân, nàng trùng đồng năng lực càng phát ra cường đại, có rất ít người có thể làm bị thương nàng, dù là thực lực cách xa. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thương tử ngôn hỏi. Mạc hội trưởng chết, vũ kinh thiền đạo. Mạc Dung chỉ là người thánh cảnh trung kỳ, mặc dù là tại Đông Vực, bất quá cũng giống vậy làm kiếm giới chinh chiến thời gian dài ở chung, Vũ Kinh Thiền cùng Mạc Dung quan hệ còn rất khá, đáng tiếc, trong chiến đấu bị sát hại. Thương tử ngôn khẽ giật mình, trong đầu hiện ra cái kia người mặc váy đỏ, dáng người nữ tử yêu diễm. Lúc kia, nàng chính là vô địch giống như tồn tại. Trợ giúp thương tử ngôn rất nhiều. Còn chưa kịp hảo hảo cảm tạ nàng, thế mà liền đi. Thương tử ngôn cũng là không khỏi thở dài. Cái này thần đàn phía dưới, giống như có cái gì. Vũ Kinh Thiền xoay người, trực diện thương tử ngôn thương tử ngôn nhìn chằm chằm vũ kinh thiền hai mắt con mắt của ngươi thế nào vũ kinh thiền đạo tự hồ trở nên càng đẹp mắt thương tử ngôn nói rất chân thành vũ kinh thiền tâm tình tốt nhiều lâm nhi cùng thế kỳ bên kia không có sao chứ đều tại giới kinh doanh tu hành đâu có thể xảy ra chuyện gì thương tử ngôn đạo đúng rồi dưới đáy này có bảo bối gì vũ kinh thiền nói cái này thần đàn dưới đáy có một cổ rất mạnh năng lượng đang cuộn trào bởi vì phong bế quá mạnh người bình thường thánh cảnh không thể nhận ra đến vậy thì nhanh lên đi lấy. Thương tử ngôn chợt cùng Vũ Kinh Thiền đi tới thần đàn trung tâm. Quan sát một phen đằng sau. Năng lượng ba động đến từ thần đàn dưới đáy, chỉ bất quá phía trên một tầng năng lượng bảo hộ, cũng không dễ dàng phá vỡ. Thương tử ngôn nói, bằng vào thực lực của ta cũng vô pháp phá vỡ phong ấn, có lẽ thánh quân lực lượng có thể làm đến, chờ thêm mấy ngày, mọi người trạng thái đều khôi phục đằng sau lại nói. Chỉ chốc lát sau, thương tử ngôn cùng Vũ Kinh Thiền đi vào thiên vẫn sơn đỉnh. Thiên vẫn sơn bên trong, các giới sinh linh cao thủ, hoặc là nói là người dẫn đầu đều tại. Đương nhiên trước mắt đã là kiếm giới cùng lôi âm tự định đoạt. Gặp thương tử ngôn hai người tới đến, thương cửu hàng nói thiên la giới cùng không thiên giới dẫn đầu sinh linh tộc nhân, gần như toàn quân bị diệt, chỉ có như vậy mấy ngàn người sống sót. Lôi hỏa thánh giả nói chuyện rất thẳng, đã sớm phiền bọn hắn, mọi người đều bị vây ở thiên vẫn sơn bên trong, rõ ràng là cái kia năm mất mùa sai, còn một mực tại trách chúng ta. Dù sao đều như vậy, liền thiếu đi nói vài lời đi. Thương cửu hàng đạo. A-di-đà-phật, cái kia Hắc Long Thánh Giả cùng băng thánh, thực lực đều không thể coi thường. Trí Không Hòa Thượng biểu lộ cổ quái, nhìn không ra là tâm tình gì. Nếu không có đại sư cùng con nói kịp thời chạy tới, chúng ta đoán chừng cũng không có mấy người có thể còn sống ra ngoài. Đối với thực lực cường đại trí không hòa thượng, Thương Cửu Hằng cũng là ôm cực lớn kính ý. Trí Không Hòa Thượng lắc đầu, toàn bằng thương thi chủ sức một mình phá mất Tử Linh tộc Thánh quân, nếu không chúng ta không có phần thắng chút nào. Con ngôn huynh đệ nếu có thể phá Thánh quân chi uy, có phải hay không hai tộc chính diện chiến trường, cũng có thể làm đến, trấn nay tính cách hào sản, không giống như là tên hòa thượng. Thương tử ngôn gật đầu, chỉ cần bọn hắn không ngăn cản ta dựa vào đi qua, tự nhiên là có thể làm được, chỉ bất quá chính diện trong chiến trường thánh quân quá nhiều, đồng thời số lượng cũng càng thêm khổng lồ, bằng vào tu vi hiện tại của ta còn làm không được. Kỳ thật, cho dù có năng lực kia, thương con cũng chưa chắc sẽ đi làm. Thứ nhất, hắn sẽ bị tất cả tử linh tộc để mắt tới, chuyện như vậy hắn sẽ không tùy tiện đi làm. Thứ hai, thế giới khác chết nhiều một số người, có vẻ như đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay cả bọn hắn nhiều người như vậy đều có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, bằng cái gì muốn đi giúp bọn hắn. Nghe được tu vi một từ, mọi người mới nhao nhao giật mình tỉnh lại, thương tử ngôn thời khắc này tu vi, chỉ là người thánh cảnh trung kỳ. Kiếm giới đám người, tự nhiên là không có chút nào kỳ quái. Thế giới khác, bao quát lôi âm tự hòa thượng, đều là mộng bức rất. Đám người cũng đều rất thức thời không có hỏi nhiều. Con nói, sau đó nên làm như thế nào, chúng ta đoàn người tất cả nghe theo ngươi thương cửu hàng đạo mọi người khác đều là gật đầu thương tử ngôn thực lực rõ như ban ngày cứu vớt bọn hắn tất cả mọi người chỗ nào cũng không đi liền đợi tại ngày này vẫn sơn thương tử ngôn cười nói câu trả lời này rõ ràng để tất cả mọi người là chưa kịp phản ứng chúng ta không quay về trấn nay hỏi thương tử ngôn gật đầu nếu bọn hắn đã vứt bỏ chúng ta mọi người chúng ta cần gì phải đi bán mạng bọn hắn đã bỏ đi chúng ta cho nên thiếu khuyết miệng của chúng ta con đã sớm bị bọn hắn bổ khuyết, đi qua cũng giúp không được quá lớn bận biệu. Dù cho bị chất vấn, chúng ta cũng có đầy đủ lý do, liền nói bởi vì không có viện quân, bị tử linh tộc đại quân vây công, đoàn người đều thụ thương nghiêm trọng. Không ít kìm nén một ngụm hỏa khí người đều là gật đầu. Ta nhìn con ngôn huynh để nói rất đúng, chúng ta ở chỗ này đợi, xem bọn hắn có thể bắt chúng ta thế nào. Là bọn hắn trước từ bỏ chúng ta. Chúng ta không đi tìm năm mất mùa tính sổ sách liền đã rất tốt là năm mất mùa nhất định để chúng ta tới cái này xem xét tình huống hắn phải phụ trách nhiệm hoàn toàn đám người ngươi một câu ta một câu đều là nhao nhao đồng ý thương tử ngôn cách nhìn lôi hỏa thánh giả nói ta đồng ý con nói lời nói a di đà phật đi theo thương thi chủ đi tuyệt đối không sai trí không hòa thượng đạo thương cửu hằng cũng nhìn qua thương tử ngôn cái kia tất cả mọi người đồng ý ý kiến của ngươi thương tử ngôn khẽ gật đầu để tất cả thánh quân thành viên khôi phục các loại khôi phục tốt chúng ta còn có một cái đại sự muốn làm Việc đại sự gì? Thương cửu hằng hơi nghi hoặc một chút, không phải nói muốn đợi ở thiên vẫn núi. Thương tử ngôn mua ngô cái cái nút, không có lập tức nói ra, nói tóm lại, làm cho tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian khôi phục là được rồi. Còn có phái mấy người ở thiên vẫn núi nơi xa quan sát tình huống, tùy thời chú ý cho kỹ trắng thương giới chủ chiến trường. Mặt khác, bất luận kẻ nào không được tự tiện rời đi. Thiên vẫn sơn một trận chiến, tấp tốc truyền ra ngoài. Khi nghe nói do Hắc Long Thánh giả, cùng băng thánh, dẫn đầu tử linh tộc đại quân đại bại lúc, vô số người chấn kinh. Tử linh tộc đại quân đều là khó có thể tin. Hoang cổ giới đại bản doanh, trú đóng ở trong một chỗ cung điện. Thánh nguyên thiên vực phía dưới, hơn vạn tòa thế giới, tất cả mọi người nghe hoang cổ giới điều khiển. Mà thống soái tối cao, chính là năm mất mùa. Lúc này, một tin tức hóa thành một đạo thánh quang bay tới. Chuyên môn phụ trách tiếp tình báo một vị tu sĩ tiếp được thánh quang, đem nó mở ra đằng sau, liền thấy được phía trên tin tức, không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ, Hắn lẩm bẩm nói, Thiên Vẫn Sơn một trận chiến, Sinh Linh tộc đánh thắng. Tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại doanh. Chương 519, các tộc phản ứng, trắng trợn. Hoang cổ giới đại doanh. Trong một ngôi đại điện. Trên cùng, năm mất mùa trực tiếp mà đứng, lúc nhận được Thiên Vẫn Sơn bên kia tin tức lúc, cũng là khá là kinh ngạc. Nhiều như vậy tử linh đại quân vây công, thế mà đều có thể hóa giải, đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao, vây công Thiên Vẫn Sơn tử linh tộc trong đại quân thế nhưng là có hai đại thánh giả trấn giữ dạng này một nguồn lực lượng đủ để gây nên hoang cổ giới coi trọng mặc dù không thể nhất cử diệt trừ kiếm giới nhưng là năm mất mùa cũng không có quá lớn phản ứng bởi vì hắn thấy bây giờ kiếm giới không đủ để cùng bọn hắn hoang cổ giới chống lại cơ hội như vậy còn nhiều phía dưới đại điện chỉnh tề đứng vững hai mươi mấy người đều không ngoại lệ tất cả đều là người thánh cảnh bên trong nhất đẳng cao thủ các giới tu sĩ vượt qua một nửa lực lượng là tập trung ở bạch thương giới trên chiến trường cũng chỉ có kiếm giới, cùng một chút xếp hạng đếm ngược thế giới, có thể so với tại dốc toàn bộ lực lượng. Năm mất mùa trên gương mặt Tuấn Mỹ nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, hắn chấp hai tay sau lưng, ngữ khí bình tĩnh nói, kiếm giới là như thế nào làm được. Một tên người mặt thánh khải nam tử hồi đáp, thống lĩnh, là thương con nói, còn có một tên hòa thượng. Liền hai người, năm mất mùa ánh mắt khẽ hít một cái. Người mặt thánh khải nam tử gật đầu, nghe nói thương con nói tu vi chỉ có người thánh cảnh trung kỳ, cũng không biết thi triển cỡ nào bí pháp, tu vi tiêu thăng đến người thánh cảnh đỉnh phong, bằng vào lực lượng một người phá tử linh tộc mấy chi thánh quân, đồng thời đánh bại Hắc Long thánh giả. Mà hòa thượng kia cũng là ngăn trở băng thánh, cuối cùng tử linh tộc không địch lại rút đi. Thật đơn giản mấy câu, cũng đã hoàn mỹ thể hiện ra thương con nói cường đại. Người thánh cảnh đỉnh phong, đánh lui Hắc Long thánh giả, cái này nói đùa cái gì? Tử linh tộc tám đại thánh giả, đây chính là không thua sinh linh vạn tộc ngũ đại thống lĩnh. Hắc Long thánh giả cùng băng thánh, vậy cũng là uy danh hiển hách, tuyệt đỉnh cường giả còn có thánh quân cường đại cỡ nào lợi hại hơn nửa cao thủ cũng muốn tránh né mũi nhọn thương con nói là như thế nào phá thánh quân phải biết giống ngũ đại thống lĩnh tám đại thánh giả loại này cường giả số một căn bản không có người có thể hạn chế bọn hắn chỉ có thánh quân mới có thể trình độ lớn nhất uy hiếp được bọn hắn nếu là có thể bị nhẹ nhõm phá giải đoán chừng hai tộc đại chiến khẳng định sẽ càng thêm thảm mà đánh càng thảm tử linh tộc liền càng chiếm ưu bởi vì vừa mới chết đi vong hồn cùng thánh giả thân thể đều chính là bọn hắn chất dinh dưỡng, có thể nhanh chóng tăng lên bọn hắn. Hoàng Niên kinh cười một tiếng, kiếm giới thiên kiêu số một, xác thực danh bất hư truyền, khó trách có thể áp chế thương tử nguyên, lợi hại. Thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua thống lĩnh như vậy tán thưởng một người, một nữ tử cười nói. Năm mất mùa nói, ta gặp qua thương tử nguyên, rất là lợi hại, nghe nói hắn cũng so ra kém thương con nói, cho nên đối với cái này thương con nói một mực rất ngạc nhiên. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì, nữ tử hỏi. Năm mất mùa nói, tử linh tộc chiếm lĩnh bạch thương giới, đã thành một vùng phế tích, không một sinh linh may mắn thoát khỏi, tại bạch thương giới bị đánh phá đi trước, tử linh tộc nhất định sẽ còn khởi xướng một trận tổng tiến công. Một khi lực lượng quá mức cường đại, thế giới liền sẽ phá toái. Bạch thương giới, thể tích liền nhỏ, chống lại lực tự nhiên cũng kém xa những đại thế giới kia. Năm mất mùa tiếp tục nói, truyền bản thống lĩnh quân lệnh, không đạt, hoang mạc, dây được sách, ba người các ngươi nuôi lớn số lượng đang dược chữa thương tiến về thiên vẫn sơn, đem đang dược chữa thương đều giao cho bọn hắn, để bọn hắn trong vòng 2 tháng gấp trở về, thủ vững thuộc về mình trận địa. Không đạt, đến từ Thánh Nguyên Thiên vực xếp hạng thứ 11 thế giới, Bình Minh giới, nhất đẳng cao thủ. Hoang Mạc, tự nhiên là hoang cổ giới hoang cổ bộ tộc. Dây được sách, đến từ Thánh Nguyên Thiên vực xếp hạng thứ 3 thế giới, Đao thần giới. Cũng đều là cao thủ hàng đầu. Ba người lĩnh mệnh, cấp tốc rời khỏi đại điện. Có người thấp giọng nói, thống lĩnh, chỉ sợ bọn họ sẽ không tới năm mất mùa nói bọn hắn khẳng định sẽ lấy tổn thất nặng nề vì lý do kháng mệnh để hoang mạc ba người nuôi lớn số lượng đang dược chữa thương đi xem như cho đủ mặt mũi cho bọn hắn chỉnh đốn thời gian nếu là còn không đáp ứng vậy thì cùng mưu phản sinh linh tộc không có khác biệt mấy người đều là vẻ mặt căng thẳng là thật là không nghĩ tới năm mất mùa vì đối phó kiếm giới sẽ cho bọn hắn cài lên lớn như vậy một cái mũ đây chính là tội lớn thật hung ác dám tù binh chúng ta hoang cổ giới người thương con nói ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Năm mất mùa lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Liên quan tới ngoại giới đạo vực một chuyện, tin tức cũng đã truyền tới. Thương con nói lấy hoang cùng chi ba tiên tử làm con tin, đến chiếm lĩnh đạo vực, đây không thể nghi ngờ là đang đánh chúa tể cấp bậc thế giới, hoang cổ giới mặt mũi. Nếu là không nghiêm trị, đối với hoang cổ giới uy nghiêm thế nhưng là không nhỏ mặt trái tác dụng. Dù sao, thánh nguyên thiên vực, có nhiều như vậy thế giới, quản lý đứng lên cũng không đơn giản, cần phải có tuyệt đối uy nghiêm. Đồng dạng, tử linh tộc trong đại quân cũng là truyền khắp tin tức tử linh tộc giận dữ như vậy cơ hội trời cho giải quyết nhiều như vậy sinh linh cơ hội thế mà bị bỏ qua rất nhanh liền có tin tức truyền ra thương con nói tiếng nhập tử linh tộc huyền thưởng bản tử linh tộc vì đối phó sinh linh tộc cao thủ chuyên môn thiết lập huyền thưởng bản có thể lên bản người đều là sinh linh trong tộc nhân vật cực kỳ trọng yếu sẽ có rất nhiều tử linh cao thủ vì ban thưởng mà chui vào sinh linh tộc địa trong mâm tiến hành ám sát lên bản kỳ thật cũng là một loại vinh dự chỉ bất quá kèm theo là nhiều nguy hiểm hơn. Thiên Vẫn Sơn Kiếm giới đám người, cùng các giới tu sĩ, thêm tại một khối còn có hơn 400.000 người. Khôi phục đều rất nhanh. Nói như vậy, năm mất mùa đêm đại ca đã thương, thương con nói trong mắt chứa lấy sát ý. Vũ Kinh Thiền nói, đại ca tu vi giống như ta, người thánh cảnh đỉnh phong, mà năm mất mùa là người thánh cảnh đại viên mãn, đồng thời thánh giả trên pháp thân tu luyện trên lệch càng lớn, cho nên bị một trưởng đánh vào tán long uyên, sống chết không rõ không phải nói đại ca không có chuyện gì sao? Làm sao không sớm một chút nói cho ta biết, thương con ngôn ngữ khí có chút vội vàng. Thương tử nguyên, là hắn số lượng không nhiều thân nhân, là trong lòng của hắn không có người so ra mà vượt đại ca. Vũ Kinh Thiền nói, Tán Long Uyên là bạch thương giới ít có một chỗ hiểm địa, đang lúc chúng ta muốn đi vào tìm đại ca lúc, hắn truyền tới tin tức, để cho chúng ta không muốn vào đến, hắn thì là muốn ở nơi đó tu luyện một đoạn thời gian, chúng ta nhớ hắn hẳn là được cái gì cơ duyên, bởi vậy liền không có đi xác định đó là đại ca tin tức, thương con lời nói. Xác định. Vũ Kinh Thiền Đạo. Thương con nói sắc mặt giãn ra một chút, chợt rất khó chịu nói, năm mất mùa tên hỗn đảng này, đối phó chúng ta kiếm giới, thật sự là không có chút nào che giấu, trắng trợn lạm dụng chức quyền, người như vậy cũng xứng làm thống lĩnh. Vũ Kinh Thiền giải thích nói, năm mất mùa bản nhân thực lực rất mạnh, mấu chốt phía sau có hoang cổ giới, thực lực cách xa quá lớn, kiếm giới cũng không có biện pháp. Chương 520, công nhiên cự tuyệt, muốn làm độc lập lại là nửa tháng trôi qua. Cho dù là thụ thương có chút nghiêm trọng, giờ phút này cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tới này trắng thương giới là vì chém giết tử linh tộc tu sĩ, kiếm lấy điểm cống hiến, tự nhiên là chuẩn bị các loại tốt nhất đang dược chữa thương. Chỉ cần không thương tổn đến căn cơ căn cốt, trên cơ bản đều khôi phục được rất nhanh. Một ngày này, Thiên Vẫn Sơn tới ba cái khách nhân, chính là năm mất mùa phái tới ba đại cao thủ. Không đạt, hoang mạc, dê đực sách. Ba người thực lực, không thể nghi ngờ là thuộc về lôi hỏa thánh giả thương cửu hằng trấn nay loại cao thủ cấp bậc này rốt cuộc phái người đến đây thương tử nói chợt phi thân tiến đến hắn đương nhiên biết năm mất mùa nhất định sẽ phái ra người đến xem xét nơi này cho nên một mực đang chờ các loại những người này rời đi bọn hắn liền có thể lấy tay xem xét thiên vẫn thần đàn dưới đáy tình huống thiên vẫn trên thần đàn không ba người khí thế bàn bạc khí tức cố ý phóng thích ra liền phản phất thẩm phán giả một dạng đám người đương nhiên sẽ không nuông chiều thương cửu hằng trấn nay lôi hỏa thánh giả ba người đồng dạng phóng thích khí tức vi áp thánh quan hạ xuống hai cổ khí thế trên không trung va chạm bất phân cao thấp a di đà phật đến tức là khách các vị chớ động thủ bỗng nhiên một đạo thanh âm đột ngột vang lên ngay sau đó trí không hòa thượng từ trên không trung hạ xuống tới phản phất một cái đi chân trần la hán ngoài miệng nói chớ động thủ cái kia cổ cường hãn khí tức đã trực tiếp đem không đạt ba người cho áp chế gắt gao ở ba người chỉ cảm thấy trên thân đè ép một tảng đá lớn thở đều có chút khó khăn, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Thực lực sai biệt phi thường lớn. Các ngươi chẳng lẽ là muốn động thủ sao, hoang mạc âm thanh lạnh lùng nói. A-di-đà Phật, chúng ta giống như không có động thủ. Trí không hòa thượng đạo. Xác thực cũng không hề động thủ. Chúng ta là đại biểu thánh nguyên thiên vực sinh linh tộc tới, hoang mạc gầm nhẹ nói. Chúng ta cũng có thể đại biểu thánh nguyên thiên vực, có lời gì cứ việc nói thẳng, không nên ở chỗ này giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, bởi vì các ngươi ba người thực lực còn xa xa không đủ, thương tử giảng hòa vũ kinh thiền phi thân tới, người trước nói ra. Thoại âm rơi xuống, thiên vẫn sơn trung tu sĩ phi thường phối hợp cười vang. Hoang mặt ba người tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Mặc dù hoang cổ giới phe phái rất lợi hại. Nhưng là thiên vẫn này trong núi tu sĩ thế nhưng là do kiếm giới cùng lôi âm tự dẫn đầu. Cùng mặt khác đại thế giới so sánh, kiếm giới tu sĩ mặc dù rất ít, nhưng là cường giả đứng đầu có thể không thiếu thiếu, người thánh cảnh bên trong cao thủ cũng đồng dạng không thiếu. Lôi hỏa thánh giả cùng thương cửu hằng tuyệt đối đều coi là nhất lưu cường giả lôi âm tự cũng không cần nhiều lời cho tới nay cũng đều là thế lực cường đại hoang mạc cho không đạt cùng dê được sách truyền âm sau đó ba người thu hồi thánh uy gặp tình hình này thương cửu hàng mấy người lộ ra dáng tươi cười cũng thu hồi khí tức uy ác ra oai phủ đầu xác thực làm được nhưng là thiên vẫn sơn trung tu sĩ cho thương tử lời nói có chuyện gì thì nói nhanh lên đi chúng ta còn bề bộn nhiều việc hoang mạc trực tiếp mở miệng chư vị là thánh nguyên thiên vực bên trong Ta sinh linh tộc đại quân lực lượng cường đại, đánh lui Hắc Long Thánh giả cùng Băng Thánh dẫn đầu tử linh tộc tu sĩ, dương ta Thánh Nguyên Thiên vực uy danh. Lời còn chưa nói hết, Thương Tử nói chính là rất không nhịn được mở miệng, ngươi thiếu làng nhà làng nhằn, nếu không nói trọng điểm, đem các ngươi đều đuổi đi ra. Chính là, chúng ta là đại công thần, chẳng lẽ chính chúng ta không rõ ràng a. À? Nói rất đúng. Chúng ta là đại công thần, cái này còn cần các ngươi đến khẳng định. Thần đàn phía trên, một đám tu sĩ cũng nhao nhao mở miệng năm mất mùa chấp sau lưng nắm đấm nắm chặt nghĩ hắn đường đường một đời thiên kiêu đâu chịu nổi loại này khí bất quá hắn hay là áp chế lửa giận khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười nói cũng đúng chư vị công tích mọi người chúng ta đều nhìn ở trong mắt xác thực không cần nhiều lời cho nên ta cũng liền nói thẳng tử linh tộc đại quân chẳng mấy chốc sẽ tổ chức một trận đại quy mô tiến công thống lĩnh có ý tứ là để cho các ngươi tại khai chiến trước đó trở về giữ vững thuộc về mình lãnh địa lôi hỏa thánh giả nói có thể muốn nói tiếng xin lỗi chúng ta nên chiến nhiều như vậy tử linh đại quân bây giờ tổn thất nặng nề, trên cơ bản mang theo thương, rất khó có cái gì làm. Hoang mạc đạo, cái này không ảnh hưởng, thống lĩnh cũng biết tình huống của các ngươi, thế là để cho chúng ta ba người mang theo tốt nhất đang dược chữa thương tới, cam đoan các ngươi trong vòng một tháng khôi phục lại đỉnh phong. Lôi hỏa thánh giả lông mày nhíu lại, hắn biểu lộ chính là không muốn đi, mà hoang mạc lại cố ý giả dạng làm nghe không hiểu. Thế mà ngay cả đang dược chữa thương đều chuẩn bị xong, thống lĩnh đại nhân, thật sự là nghĩ chu đáo, trấn nay cười cười. Dơi được sách người cũng như tên, một bộ thư sinh bộ dáng cách ăn mặc, tướng mạo tuấn tú, đó là tự nhiên. Thương tử nói cất bước hướng về phía trước, nói thiên vẫn sơn phát ra cầu cứu, thống lĩnh đại nhân nói tử linh đại quân muốn tiến công, nhân thủ không đủ, kết quả căn bản không có đánh nhau, ta phỏng đoán sau đó hẳn là cũng sẽ không đánh, cho nên chúng ta sẽ không rời đi nơi này. Thương tử nói suy đoán, về công thiên vẫn sơn, tử linh tộc tất nhiên là cùng năm mất mùa bọn người làm một cái giao dịch. Diệt trừ kiếm giới tu sĩ, là năm mất mùa muốn xem đến. Mà chém giết sinh linh, tử linh tộc tu sĩ tự nhiên sẽ không cự tuyệt hoang mạc nghĩa chính ngôn từ nói thương tử nói đại chiến hết sức căng thẳng liên quan đến toàn bộ thánh nguyên thiên vực thậm chí là toàn bộ sinh linh năm vực còn xin ngươi đừng lại nói đùa thống lĩnh ý tứ rất đơn giản vô luận các ngươi có bao nhiêu người đều nhất định muốn trở về nếu là thụ thương nghiêm trọng liền có thể kéo dài thời gian một tháng đến khôi phục trốn ở chỗ này là không thể nào thương tử nói cười lạnh một tiếng ngươi liền chuyển cáo năm mất mùa tình trạng của chúng ta đều phi thường tốt thực lực cũng phi thường cường đại, nhưng là bởi vì tâm tình không tốt, cho nên không muốn tới trợ giúp, các ngươi nếu là khó chịu, muốn làm gì đều có thể, chúng ta đều tiếp lấy. Đối với mặt khác tứ đại thiên vực, các ngươi cũng có thể nói như vậy, xéo đi nhanh lên đi. Những lời này, sợ ngây người hiện trường tất cả mọi người. Cái này không khỏi cũng quá cuồng. Vô luận nói như thế nào, năm mất mùa đều là thánh nguyên thiên vực thống lĩnh, dưới tay nhiều người như vậy, cũng không phải bọn hắn điểm ấy lực lượng có khả năng chống lại. Hoang mạc ba người càng là như vậy, đều mở to hai mắt bọn hắn không nghĩ tới thương tử nói dám như thế tự tuyệt kỳ thật thương tử nói là có suy tính trước mắt tử linh đại quân muốn khai chiến đây tuyệt đối là sự thật mà lại đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ khai chiến hoang cổ giới căn bản hoàng mỹ đến bận tâm nơi này cho nên không cần sợ chiến đấu kết thúc trắng thương giới đoán chừng cũng mất chờ chút một cái chiến trường mở ra đến tuyệt đối là sau một khoảng thời gian chuyện lúc kia thương tử nói chưa hẳn còn cần bó tay bó chân vô luận ở vào loại cảnh giới nào thực lực của hắn tốc độ tăng lên cũng sẽ không chậm. Cho nên mới dám như thế có lực lượng. Tốt tốt tốt, thương tử nói, câu nói này thế nhưng là chính ngươi nói, hoang mạc tức giận đến cười lạnh. Công nhiên phản kháng thống lĩnh mệnh lệnh, tuyệt đối có thể nghiêm trị. Câu nói này chính là ta nói, không chỉ có nói cho năm mất mùa nghe, còn có nói cho mặt khác tứ đại thiên vực thống lĩnh nghe, gần mấy triệu sinh linh đại quân bị nhốt, rõ ràng có năng lực trợ giúp, các ngươi lại đều làm như không thấy, không xứng làm một người thống lĩnh. Còn có, Kiếm giới về sau sẽ không nghe lệnh của Hoang Cổ giới. Năm mất mùa đều đã trắng trận đối phó kiếm giới, hoàn toàn không cần thiết giảng đạo lý. Dù sao liền nắm đấm định đoạt. Hy vọng đến lúc đó không nên hối hận. Buông xuống một câu ngoan thoại đằng sau, Hoang Mạc ba người trực tiếp rời đi.